Xin chào tất cả các bạn. Ở đây mình làm clip test ánh sáng của bóng XHB70L9 chân H11 trên Honda City. Bóng cos chân H11, bóng pha chân HB3 sử dụng bóng Kenzo V9. Đây là xe Honda City 2018. Honda City từ năm 2018 và 2019 thì các phiên bản đều giống nhau. Đây là phiên bản đèn halogen. Bóng cos sử dụng chân H11, bóng pha sử dụng chân HB3. Thì đối với xe này, chủ xe đã chọn bóng cos là sử dụng bóng XHB70L9, bóng pha sử dụng bóng Kenzo V9 chân HB3. Đây là bóng cos chân H11 và bóng pha chân HB3 sử dụng Kenzo V9. Xe này thì chúng ta chỉ cần mua bóng về tháo bóng zin ra và gắn bóng led vào như zin, không độ chế, dắt cắm đúng chuẩn, không cắt dây, không độ chế bất kỳ chỗ nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhận lắp đặt ngoài giờ từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Thứ bảy và chủ nhật mình nhận lắp đặt nguyên ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau.